Kiết sử là những dây trói buộc á, ngày xưa dùng bò tiếng nén không? Trong vòng luân hồi là những sợi dây này trói buộc trong vòng luân hồi á. Nắm số hàng. Tâm nhận lấy niết bàn làm cảnh để xác từ phiền não. Tâm nhận niết bàn làm cảnh để xác từ phiền não được gọi là tâm đạo. Mất cá chết tá hai thứ hai phân tích
Khi chứng được niết bàn lần đầu, ba sát từ phiền não khi chứng được niết bàn lần đầu ba sát từ phiền não bảy tâm đó được gọi là tâm sơ đạo. Sanh kế tiếp tâm sơ đạo là tâm sơ quả. Sanh kế tiếp tâm sơ đạo là tâm sơ quả. Đây là mục tiêu ấy, mục tiêu của những người học đó. Chấm hoàn vị thánh sơ quả tiếp tục tu tiến minh quán nhận được niết bàn.
Tâm nhận niết bàn là thứ hai để xác định phiền não, được gọi là tâm nhị đạo. Sanh kế tiếp tâm nhị đạo là tâm nhị quả. Nhắm vậy ấy tiếp tục tu tiến quán minh, vậy tiếp tục tu quán chứng được niết bàn là thứ ba để xác được phiền não. Tâm chứng được niết bàn là thứ ba sanh kế tiếp tâm tam đạo là tâm tam quả. Chứng được niết bàn lần thứ tư, xác trừ tất cả mọi phiền não còn lại, xác trừ tất cả mọi phiền não còn lại. Tâm chứng niết bàn lần thứ tư, đang xét trừ tất cả phiền não, được gọi là tâm tứ đạo. Chắc có tháng bé. Vậy cũng được gọi là A-la-hán đạo. Cũng được gọi là A-la-hán đạo.
Sanh kế đế tâm a la hán đạo, sanh kế đế tâm a la hán đạo, là tâm a la hán quả. Như vậy lộ tâm, tâm lộ đắc đạo, có hai phần là tâm lộ đắc sơ đạo và tâm lộ đắc ba đạo cao. Tâm lộ đắc sơ đạo và tâm lộ đắc ba đạo cao. Bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tuy sát trừ phần lớn những phiền não, còn những dây đó buộc tuy sát được phiền lớn, phần lớn những phiền não còn dây đó buộc, nhưng vẫn còn phiền não. Nên được gọi là bậc thánh phổ học. Nên được gọi là bậc thánh phổ học. Xét ra nên được gọi là bậc vô học. Hay bậc vô đạo.
vô lộ. Như vậy chúng ta thấy Tụng Thánh có hai bậc, từ sơ quả cho đến tam quả. Nên anh nói cái khác là từ bậc Dự Lưu cho đến bậc A Na Hàm thì bậc này vẫn còn phiền não, nên được gọi là bậc hữu học, thánh hữu học. Còn bậc A La Hán thì được gọi là thánh vô học, đây là bậc lậu tận, là bậc vô lậu, đó là những danh từ gọi chung. Cùng một cái chữ phẩm vị đó, nhưng mà có nhiều tên gọi. Cho nên tính hỏi là cái niệm là tập trung, niệm chính là tập trung, tập trung chính là niệm, cũng nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng mà chỉ một thôi. Cũng như vị A La Hán thì chỉ là A La Hán, đúng không? Mà coi vô học cũng là vị đó, đúng không? Mà vô lậu cũng là vị đó, đúng không? Hiểu không? Người nên học nhiều pháp mới nắm được cái ý nghĩa đó. Không có cãi từ. Tâm lộ sẽ diễn tiến như sau. Đây là chỉ cho phàm tâm nhân thôi nha. Thank you.
Cái phàm tâm nhân tái sinh cõi vô sắc, vậy nó có thể chứng đắc được sơ đạo không? Phàm tâm nhân tái sinh cõi vô sắc không chứng được sơ đạo, bởi vì cái người mà chứng được sơ đạo phải do nghe mới đắc được, tức là cái bậc thánh vị lưu phải do nghe mới đắc được. Mà trên cõi vô sắc không có lỗ tai, không có âm thanh, âm thanh lỗ tai là sắc pháp đúng không? Cho nên không có lỗ tai, không có âm thanh, cho nên cái người phàm tâm nhân tái cõi vô sắc không chứng được sơ đạo. Như vậy thì cái ba cái từ hữu bần cũng động nhất dầu đó là bao nhiêu tâm? Chính tâm đúng không? Đúng rồi. Trời. Nãy giờ nói ba tâm. Người phàm tâm nhân ở cõi vô sắc không chứng được sơ đạo, lý do là ở trên cõi vô sắc không có sắc pháp, mà vị thánh sơ đạo phải vô nghe mới đắc được. Mà cho nên không có sắc pháp mà không có lỗ tai đúng không? Mà Đức Phật không thể lên trên giảng pháp được, tại vì nó không có sắc pháp đâu, rồi nói ra là sắc pháp rồi, nói ra là âm thanh là sắc thanh tinh đúng không? Đây âm thanh là sắc thanh tinh đúng không? Âm thanh là sắc thanh tinh gì nữa, mà cái đó không có xuất phát, cho nên Đức Phật không thể lên trên đó để mà xuất phát được. Mà đã không xuất phát được thì vị thánh không thể, phàm tâm nhân nó không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên những người có trí thì mặc dù chứng được thiền vô sắc, nhưng muốn nghe pháp Đức Phật là nguyện cho thiền vô sắc hủy đi, tiêu hủy cái gì đi để tái sanh còn tạm thiên. Cái cho những cái vị mà đang tu thiền ở đây nè, đang trong cái thời trước mình nữa, mà trong thời sao mình cũng có không nhé, mà trong hiện tại mình cũng thấy chưa có nữa. Chỉ có tu thiền chơi nha, tu thiền lơ mơ thôi, chứ thiền mà thiền thật sự không thấy nha. Vậy thì chứng đắc được cái thiền vô sắc á, vậy nó muốn nghe pháp, vậy nó muốn nghe pháp của Phật Di Lặc, vậy nó nguyện cho cái thiền vô sắc ngoại đi để sanh cõi có phạm thiên đó. Thì khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết pháp á, từ đó nói xuống để nghe pháp cũng có thể chứng đắc nào ạ. Chứ cái nên là cõi vô sắc là bốn phần nhân này không có. Ký hiệu à, người lợi căn
Cái người lỡ ăn thì không có sắp nay chuẩn bị. Cửa hàng ký hiệu
lộ này có được. Có bao nhiêu sắc na? Nghe có bao nhiêu sắc na? Mấy? Chào tám. Tính chung luôn hả? Tính như chung luôn, động căn với lực căn chung luôn giống nhau luôn hả? Tính động căn chung luôn nhiều. Ờ, động căn chung. Thảo, cái lỗ này có bao nhiêu sắc na? 8, sắc na tâm khắc. Sẽ tới là sao 8? Thay ý chuẩn bị vận hành vận thứ vô trong phân đạo. 1, 2, 3, 4, 5. Có cái chỗ này, chỉ mất cái chuẩn bị thì sao? Sao 7 nè? Lúc đó là 7. Sao 7? Thì xương mất chuẩn bị rồi nè, 7 nè. Đạo đâu? 1, 2, 3. Mất cái chuẩn bị thì thêm một sắc na quả vô. Hai quả. Mất cái chuẩn bị thì thêm 3 quả chứ không phải 2 quả. 3 quả. Ở dưới 3 trên 3 hả? À. Ở trên 2. Cái người độ căn nó chỉ có 2 sắc na quả. Nhưng mà người lợi căn có 3 sắc na quả. Cho nên cũng số vẫn là 8 sắc na. Có 8 sắc na còn khác. 7, 8. Đây, 1, 2, 4 đúng không? Ờ, đúng rồi, sơ đồ. Chị ghi ra cái này là
năm con sư tử nè, số năm này là những vị nào mà chứng đắc sơ thiền, những vị mà chứng đắc được sơ thiền sau khi triển khai cái thiền quán thì chứng đắc đạo đó, thì đạo được gọi là đạo sơ thiền nha. Còn vị nào mà chứng tam thiền chẳng hạn, sau khi chứng tam thiền rồi xả thiền ra, trung tâm quán sát về cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy người? Tắt máy.
ngay cái tâm độ nó tác tạo là nó tới đây đúng không? Nè. Thì từ đây nè, từ đây nè, trở về trước là người phàm tâm nhân. Ở đây là người sơ đạo đúng không? Người sơ đạo là chỉ có một cái tâm, một tâm sơ đạo thôi đúng không? Đúng 12 người được chưa? Rồi, từ đây tới đây này. Ở thì sao là người sơ quả đúng không? Kể từ giờ phút này cho đây chỉ đó không còn là phàm nhân nữa đúng không? Kể từ khi tâm đạo sanh lên thì nó không còn là phàm nhân nữa đúng không? Mà chỉ là trở thành bậc thánh, rồi thánh là thánh sơ đạo. Sau đó tiếp theo tâm sơ đạo, tâm sơ quả sanh lên đúng không? Nó tự đó nghĩa là thánh sơ quả, thánh sơ quả cho đến khi nào vậy đó chứng đạt đạo, cái đạo tạo quả cao hơn, như là ông cấp cô độc ấy, hay là bà Visakha chứng sơ quả là bảy chuẩn đúng không? Sơ quả bảy chuẩn đúng không? Chứng gì luôn bảy chuẩn. Thì từ đó cho đến 120 tuổi, 17 tuổi trong trải qua 113 năm, 13 năm đó vẫn là người sơ quả, không có xuất thầm đến bây giờ đó. Rồi sanh lên cõi chư thiên, khi lên cõi 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 tam bát tự tại chứng được nhất lai thì bây giờ cái quả sơ quả mất tiền ta kế được cái quả nhất lai. Rồi sanh lên trở về quả quả là tiên chúng là bất lai thì cái quả mất đi cái thành bậc A-la hàm, sanh lên sắc quốc tánh. Cho nên từ kể từ giờ lúc này mình nghĩ ra mình trở thành bậc tánh luôn, không rớt xuống tầm nhân nữa nha. Về sau luôn cũng là người sơ quả, hiểu cái này chưa? Cho nên tâm độ này có ba hàng người, thứ nhất là người phạm tâm nhân đúng không, thứ hai là người sơ đạo đúng không, thứ ba là người sơ quả đúng không? Cõi có bao nhiêu cõi? Cõi bao nhiêu cõi? Mấy? Nghe mấy cõi? Giang mấy cõi? Tại sao 17 cõi? Mấy cái cõi này người phải lưu ý á, thấy khi mình lên tới bộ bổn xong gặp hoài đó, gặp mà muốn tráo qua tráo lại, tráo qua tráo lại nha, không nhức đầu luôn á. Sao 17 cõi, kể ra 17 cõi coi. 7 cõi vô dục giới. 7 cõi vô dục giới. 7 cõi vô dục giới. Gọi nó sẽ gì thì gọi do tưởng, bởi vì cái gì là tu tới cái ngũ thiền này nè.
mới quán xét lại thì mới thấy cái tưởng nó vô cùng nguy hại, cái tưởng là con nhỏ, tưởng nó là kẻ phá hoại, tưởng nó là kẻ giết người nha. Cho nên vậy đó mới thấy cái tưởng nguy hiểm vậy đó, cho nên mỗi người tu tập thể lìa bỏ cái tưởng. Nhưng mà vậy đó không biết rằng lìa bỏ tưởng là lìa bỏ luôn cả tâm, lìa bỏ luôn hành, lìa bỏ luôn thọ. Cho nên lìa bỏ tưởng, cắt đứt cái tưởng. Cho nên cắt đứt cái tưởng, cho nên khi mình chung tái sinh thì khỏi không có tưởng, tại vì mình cắt đứt cái tưởng này. Mãi tưởng không có thì ba cái kia cũng không có luôn. Cho nên hỏi tại sao mình không gọi là khỏi vô thức hay vô tâm, mà gọi là khỏi vô tưởng. Bởi vì vậy đó, trước đó đó là cho rằng cái tưởng là nguy hại lắm. Cái tưởng thì nó chỉ thấy được một mặt của nó là mặt nguy hại của nó thôi. Như là tưởng là nguy hại, tưởng là con nhỏ, tưởng là kẻ phá hoại, tưởng là kẻ giết người, vân vân. Cho nên thấy là nguy hiểm vậy đó, cho nên nếu không có tưởng là được an toàn. Cho nên vậy đó mới tu tập ly tưởng, lìa bỏ tưởng. Nhưng mà khi lìa bỏ tưởng thành tựu thì gọi là vô tưởng. Nên lìa bỏ tưởng rồi. Nhưng mà thấy vô tưởng, không có tưởng thì không có thức, không có hành, không có thọ luôn. Cho nên cái cõi mới định ra là cõi vô tưởng, bởi vì gì đó lìa bỏ cái tưởng, hiểu không? Thì bỏ cái tâm thì gọi là vô thức rồi.